rổ tài nấu ăn đó, để thể hiện cái tài nghệ nấu ăn của mình cho mọi người ăn. Và bây giờ nãy giờ trong khi chuẩn bị thì mình đã nấu xong được vài món rồi, giờ mời các bạn tham quan các món của mình nấu. Đây là món đậu hũ gì vậy ta, rang muối. Đây là món rang mực xào tỏi. Đây là nem chua rán. Đây là mực sữa chiên giòn. Cái này là bông bí xào tỏi. Nói vui với mọi người thôi chứ đây là một cái quán ăn vặt ở ở số 35 Trương Định, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nhất đó ta. Ba thành phố Hồ Chí Minh. Tại bữa nay đi làm về sớm cũng đánh đổi được hai người đẹp mời đi ăn. Đó, tầm lẫy chưa? Hai đứa này này nữa là học cấp 2. Học cấp 3. Ngày này học cấp 3. Nhìn về về vậy chứ. Bằng chú. Cái này bằng chú. Đi ăn cho vui thôi chứ làm sao mà có thời gian để nấu nữa. Bây giờ mình sẽ thưởng thức từng món xong sẽ nói cảm nhận cho mọi người biết. Tụi em ăn đi đó. Đây là cái răng mực nè, răng mực là nó nằm ở trong con mực á, mình lấy cái răng không mình dùng con mực mình bỏ. Sao răng mực nó không cứng gì hết? Chưa ăn nên ăn là biết. Răng mực thì phải chấm với muối tiêu chanh, đó vô cận vô muối tiêu chanh nha. Tội gì đang á? Có con bạn quay phim nữa, bạn quay phim là một bạn nữ rất là xinh đẹp, nhưng bạn ấy tại vì là người nổi tiếng á nên bạn ấy không thích Linh. Cái răng mực này thịt nó cũng giống như con mực vậy á, nó có mùi giống mực á, có tỏi, cái vị này nó như vừa ăn. Cái này hơi chua quá, cái này bỏ dắt tắt. Cái này là tại bạn này dắt tắt nhiều quá. Dắt chi dữ thần vậy? Tại đang có bầu. Không ngán hả? Đang có bầu, đang có bầu mấy tháng rồi. Con mới học cấp 2 mà con có bầu. Để hai đứa. Cái này là tỏi. Tỏi giòn ngon. Thôi này chua quá thôi mình chấm không đi. Cảm ơn bé. Đây con gái. Ăn mau lớn. Đi chú trả tiền mà. Này tôi á. Cái này mà này. Mang đi con mực mới được như vậy ta. Nhiều lắm, vô nè, vô cận nè. Một con mực có bao nhiêu cái răng? Một con mực có bao nhiêu cái răng? 32 cái răng không? Cái răng con mực nó nằm chỗ nào? Con mực chứ phải con ngựa đâu mà một con 32 cái răng anh. Anh nghĩ không biết cái răng nó nằm ở đâu mà họ lấy cái răng họ dùng cái mực con mực ở đâu không biết. Này, hay là dùng con mực qua đây. Răng ở đây dùng con mực qua đây. Bây giờ phải ăn con mực. Thật ra cái này nó ngon, nó nằm chỗ nào? Nó cũng mặn mặn thôi, nó cũng mặn mặn béo béo, nó không có cay. Phải chấm này ăn. Chấm cái này là. Ăn cái này nhiều. Cái này mà chấm này cũng được. Ăn cái này nhiều quá thì nó thì phải ăn cái này. Giờ cho chấm con mực. Con mực này nhỏ quá à. Sữa này cái đó cái sữa hả? Cái lắm chấm con bự. Có sữa không? Mực sữa là mực no. Này nhỏ quá. Nè quay phim. Cảm ơn anh. Này nó có trứng nè. Có trứng trong đây á. Trứng nè. Chấm này nước mắm hả? Mắm me hả? Mình bỏ ớt vô thêm hả? Ớt là bỏ thẳng luôn. Cái này họ chiên á ít bột á, chứ nhiều chỗ chiên bột nhiều quá nó sẽ bị ngán. Nên cái này ít bột. Mà mực này nhỏ nhỏ mà nó có trứng hết á. Sữa ngon á. Mày sẽ ăn với dưa leo. Món này ngon nhất là nhà dưa leo. Dạ ăn dưa leo thôi để mọi người tụi con ăn cho. Tụi con mau ăn lớn đi để chú gả tụi con. Gả tụi con có chồng rồi để chú nhờ. Ngon quá. Đang đi làm về đó bụng. Này là những món ăn vặt thôi. Cái quán này là chuyên ăn vặt. Thật ra có thể uống bia nữa nhưng mà con nhỏ nó chưa nó uống bia, nó chỉ uống sữa, nó uống trà đường cho nó. Ngon quá. Ngon quá quay phim ơi. Quay phim đợi xíu nha. Chừa cho quay phim với hai đứa thằng bào á. Mới có hai món rồi, còn mới đến bốn món rồi. Để gấp qua cho quay phim một chén đi nè. Cái này là có một chiếc lề bột. Này nó cũng niêm mặn mặn vừa ăn thôi. Nó cũng
nhờ nhờ mực nó tươi. Nó không ngán lắm, không có nhiều bột lắm. Nhiều bột lắm. Có chuyện cái máy nó bị nghiêng đó nha. Rồi. Nghiêng rồi. Cái này là đậu hũ mà đậu hũ rang muối. Đậu hũ này đặc biệt là làm từ bằng đậu nành đó con. À vậy hả chú? Vậy con nói chú làm từ đậu phộng. Nó không có khô lắm, nó không khô, nó hơi ngọt ngọt. Này giống như sốt ngọt ngọt á. Chú chấm mấy điểm chú, món này mà chú chấm mấy điểm chú. Món này hả? Món này nhậu ngon lắm. Mà uống quá không có được nhậu. Chua chua ngọt, chấm này thì cay cay, với rau thì vô cho đỡ ngán. Giờ tới món nem chua. Nem chua thì phải ăn với củ sắn. Củ sắn trước. Ở miền Nam kêu củ sắn. Dạ không ạ. Ở ngoài nó có bột á. Mà có miếng bột nó ướp vô. Cái này thịt với là mỡ đồ nó trộn vô giống như nem mình đó. Nướng giống nem nướng mà cái này bỏ bột đồ rán lên. Để chấm với nước này chắc nó sẽ cay. Ngon quá. Ngon quá Kim Kim ơi. Con bé này nó quay thôi ha. Mà chúng nói chú bao chú. Bao nhỏ
lỗi con ơi, chú có nhiều cháo lắm. À. Đây món từ 30, 15, 40. Đây có món món lẩu. Lát mình sẽ quay cái món lẩu. Lẩu riêng cua đồng. Đâu không thấy ta. Đây, đây là lẩu, lẩu bắp bò nè. Lẩu riêng cua bắp bò. Lẩu riêng cua bắp bò 180.000. Đó, cho 4 người ăn. Rồi bây giờ sẽ tạm thời ăn cái mấy món này chú. Chỉ cho có 2 người ăn. Ủa vậy hả? Mà chú kêu kiệt, chú kêu cái lẩu đó cho 4 người ăn. Thôi thì mua ba đứa con ăn đi chú không ăn. Bây giờ mọi người sẽ ăn mấy món này trước ha. Sẽ ăn mấy món này xong rồi mình sẽ lát tới cái món lẩu, mình sẽ review cái món lẩu cho mọi người coi ha. Rồi nói chung là hôm nay tình cờ đi ngang qua đây để dẫn gặp hai đứa cháu, rồi hai đứa cháu nó mồm đi ăn thì đi ăn thôi, chứ không có ý là giới thiệu cho cái quán gì hết. Nhưng mà mọi người cứ tới thử một lần thử cho biết ha. Rồi mọi người đợi khoảng 15 phút nữa đi ăn xong cái này xong rồi cái mình sẽ giới thiệu một cái món lẩu tiếp theo. Bé ơi, bé cho món cái lẩu đưa cô bắp bò luôn nha. Rồi cảm ơn em. Dạ tắt ngon nha. Hẹn 5 phút gặp lại. Chào mọi người. À, 2-3 chú cháu mình đã xử xong 5 món kia rồi. Bây giờ sẽ là tới món lẩu. Cái đây là món lẩu duy nhất ở quán. Cái món lẩu này cũng là ở đây chỉ có một cái món lẩu duy nhất thôi, là lẩu riêu cua đồng bắp bò. Đây thành phần chính của nó là nước mắm để chấm thôi. Này cái này là thịt cua mà mấy đứa nó cứ cãi là riêu cua hoài à. Mấy bạn comment ở dưới trả lời cho mọi người biết là cái này là riêu cua. Riêu cua làm từ thịt cua. Cái này á các bạn phải đi ra đồng nè bắt cua ha, về rửa sạch rồi xong mình tách cái muôn nó ra rồi lấy cái thịt của nó giả 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 xong cái mình lọc rạn ba cái sợi thịt mình bỏ xong cái đấy rạn bỏ vỏ nó lấy thịt nó rồi các bạn chứ người ta nói nó là bún riêu. Cái này người ta sẽ đã làm đã xào sơ chế rồi. Nó có hành phi rồi nè. Này chắc ăn được rồi á. Này chín nè. Chín rồi. Cái này đúng cua đồng còn tươi, nó còn hương vị nó ngọt lắm. Cái này là con cua đồng. Cua đồng họ chiên bột á. Cái con này là con cua cái đó, tại nó có cái mai nè, cái yếm á, yếm nó tròn bự vậy là con cua cái, còn cái này là con cua đực đó, cái yếm nó nhỏ. Cua đực với cua cái gì thịt nó cũng giống nhau à. Đây là bò, đây là mần chính nè, bắp bò này, bắp bò này không biết bò ở đâu đó, bò cũng đi bò đâu đó, ra bò Mỹ. Phải có bắp bò với riêu cua. Cái này là chả cá. Chả cá này cũng chín rồi, bỏ vô để nóng lại ăn. Thử đi chú. Được mà, nè ăn luôn. Được sao đâu. Chú lấy cái cục cưng rồi, cái này chú ăn. Chín rồi, bỏ vô chén của mình. Đây, nó nóng quá, mở nó ra thôi. Rồi kìa. Nó mát nè. Cầm viêm cho chú con. Cái này là cũng chả này cũng chín rồi nè, làm từ heo, nấm mèo rồi, đắt ăn mình mới biết được ơi. Của con rớt đây con, cái cục này của con nè. Chú hả? Lấm nè, đậu hũ ở đây có miếng nè, miếng ở bánh đa cua lộn nữa, lâu lâu mới được mấy đứa cháu nó dắt đi ăn, chưa ăn mấy món này không biết. Cái này là rau muống bào mồng tơi, thân nghèo rơm trái mồng tơi đó. Cái này là bắp chuối nó bào, nhưng mà bắp chuối này nó già quá, bào không có nhìn không ngon, coi vậy chứ không ngon. Ở đây là cái nào cũng ngon mà cái này không ngon. Già quá, nó đỏ quá nè. Hôm nay nè, cái cọng này nó mới non, mới ngon. Vàng vàng, ấy còn đỏ hơn. Bây giờ chú sẽ cho con cái này đáng lẽ có hai cái trứng vịt lộn nữa, nhưng mà mấy bạn này á không muốn sát sinh nên không có ăn vịt lộn, đổi thành hai cái miếng chả này. Mình phải bỏ cái này vô trước ha mấy con. Bỏ cái này vô. Các con đi rửa đi con. Đi rửa đi con. Rồi, bỏ nhà cá vô. Này vô nước dùng này có hành. Này nêm thử nước coi. Rồi bỏ vô chén của mình. Không, chú bỏ vô cái gì vậy? Chua. Này, bỏ nhả vô.
là bỏ vô hết lượt luôn. Con vận động đi con, vận động bỏ đi. Thấy chưa? Thấy chế biết không biết bận chưa? Con lật ra. Con ngồi con nhìn không vậy con? Chứ để không lên đây mà không bị nó bé là chị với chồng luôn đấy. Chú này ăn ngu lắm. Đó. Thịt bò mình sẽ bỏ vô sau nha, để thịt bò bỏ vô nó sẽ đi dai. Dai. Cái đau bụng tới đó. Ờ. Rồi bỏ rau vô đuôi con. Cái điêu này nó hơi chua chua. Wow, vô vô cận nè mấy gái. À, mọi người thấy hấp dẫn chưa? À, vô đây thì thịt cua nó đã rã ra, nó tan ra rồi nên mình ăn. Con nghĩ hồi nãy nên để cái chén cua ngoài ra cái đầu. Vậy nó hấp mới ngon. Ờ, mình ăn thì nó bị quý á. Ăn vô chén của mình thì mình ăn được hết cái tinh quý đó. Để ra là nó hết cái nước rồi. Cái nào luôn. Thì chú phải hấp hết nước luôn á, chú không được trễ một giờ nào luôn á. Bé bé đi xin cho cây ông hút hút được dầu cho chúng nhà này lại không. Cái này hút nó dạ bây giờ thì mà. Con cuốn nó đã lên đèn rồi nên mọi người cũng dậy ngốn nhóc nhiều lắm, quán đông lắm. Chú biết mấy bà nhiêu đi chị. Đây là chỉ bỏ bánh đa vô xong là sẽ ăn được. À. Cái này ăn bánh đa hoặc là ăn bún tươi cũng ngon. Mì tây của em. Nhưng mà cái món này là món của Hà Nội, kiểu của Hà Nội. Cái bán này là của Hà Nội. Hà Nội. Cái này cái cách làm của Hà Nội. Cái nồi lẩu vậy là 180 ngàn. Ráng là chú 80, con 50, con 50. 50 chứ anh này, 30 ngàn nữa là 80 ngàn. Một bữa ăn có 80 ngàn à. Nguyên một tuần ăn không có chú. Ăn nguyên một tuần. Cô ăn hôm nay, cô nghỉ. Vậy là mấy ngày sau. Rồi đây đây kêu bé một phim không? Cho ông bé một phim. Trước em không ăn bánh đa nha, em không ăn bánh đa nha. Không ăn bánh đa hả? Với ăn chải rồi. Ăn được gì? Em ăn chải đậu hũ à. Với thịt bò thôi. Không, em con nghĩ là chú ăn trước để chú review xong là để người ta ăn chứ chú để vậy ngồi lùi hết rồi ta ăn. Chứ muốn giữ hờ cúng sao á. Thôi vậy chú ăn trước đi. Cho thêm muốn đậu hũ rồi bỏ miếng bò vô. Chả nó vô. Miếng chả. Chả cay. Con cua. Cua đồng. Mã quên đếm là được mấy con cua ta? Có ba con à? Ba con. Ba con hay bốn người chia sao chú? Chú ăn hết con rồi đó. Chị không ăn, chị không ăn. Đây có miếng mà. Chị em không ăn. Chị chú. Cà chua. Trả lại. Cho chú mình chú ăn ba con. Con mặt chú rất là háo hức. Trứng luôn không kiếm. Kiếm cái gì mà mặt rồng dữ luôn. Thấy là hồi nãy người ta để cái chén riêu cua ngoài đi là ăn đã giờ. Không còn phải không con nha. Con đi. Gái ăn đi gái. À. Ngửi cái. Ngửi lên là nó bay một chua lên. Cái này kiểu hơi chua, không phải canh chua nha, mà kiểu chua của cà, vị cà chua. Chua nhờ cái vị cà chua. Đầu tiên mình phải ăn cái miếng bò trước. Chấm vô nước mắm. Chua dai lắm, mình mới bỏ vô bỏ ra. Mình ăn miếng bò nào nó cũng ngọt, mình chỉ biết nói ăn bò vô thì ngọt. Biêu nhạc. Bò nó đâu có vị nào nữa cả. Con xin phép cười vào mặt chú. Cua đồng nè, cua đồng hồi nhỏ đi bắt cua đồng ăn. Giờ ăn cái con cua này mà nhớ nhà ghê luôn. Vô câu cái cua đồng nè. Thèm quá nè.
tô bún riêu củ đồng. Ngon. Củ đồng. Cái này ăn ngon. Ủa cái này không quay củ đồng mấy đứa ơi. Cái này giống như con thôi. Cái này ram con ram con đồng cái càng này đâu phải càng cua nè, con này không có điểm không ăn nghệ lộn tại cái càng này nhìn kỹ nè, cái càng này không phải là càng cua đồng nè, cái răng răng nó kiểu này nữa của ở sông Hoa Biển, càng nghệ răng muối rồi đó, nhưng mà tại Khương vừa thích đi ăn quá nên mà không có biết mấy con này nhai luôn. Heo mỡ heo đồ trộn lại ngon mà ăn nhiều nó ngán á. Em ơi lấy đế vô uống kìa. Cho nước mắm này, cho nước mắm. Có mỡ thì nhiều. Chả cá. Chả cá thơm cá. Cái này có cá nhiều tính tốt. Mấy bạn coi tới đây là thấy màn hình hơi nhè nhè rồi phải không? Cái này nó hơi mặn mặn sẵn rồi, khỏi chấm nước mắm. Đậu hũ thì chắc ăn cũng giống đậu hũ ra muối thôi. Hấp miếng nước. Sau khi bỏ các gia vị các món đồ vô á thì nước nó mặn hơn xíu. Hồi nãy thì nước nó thanh hơn, nó chua hơn. Bây giờ bỏ vô thì nó mặn hơn xíu. Nói chung rất là ngon. Rồi mấy đứa con ăn đi đi, giờ chú quay cho. Quay coi cảm nhận nha. Sao không gái? Con sợ chú quay lắm luôn á. Chú quay toàn là góc chết. Không góc nào xong. Con thấy bình thường rồi, chú món này bình thường. Nghiêm túc là so với những cái món mà hồi nãy ăn thì món này không có gì đặc biệt. Món này cũng bình thường. Còn cả tại con thích cái cách nấu lẩu cua riêu cua đồng của miền Tây. Nên nó bị dính cái này thực sự cái này cũng bình thường. Nó chả cũng bình thường rồi. Cái nước lẩu của mình thường quan trọng của này là nước lẩu, mà nước lẩu cũng gì đặc biệt, nó bị nhạt á. Nó bị nhạt á chú. Vậy hả? Nó không có ngon bằng lẩu. Nó nhạt như cách chú review đồ ăn luôn á. Vậy hả? Tại nó nhạt nhẽo quá mà chú đâu có nhiều ngôn từ để chứ ngôn từ của chú nhiều lắm. Dạ con biết rồi. Con đã bự rồi chứ còn trà cái mặt con trà cái mặt trong hoàn hình luôn á. Ai nói chung là cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh Phương Dừa nha. Đây là kênh của Phương Phan, này kênh của Hoàng Lâm. Con bé quay phim thì nó không chịu lên hình. Thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chào mọi người.